Phú Nhàn xin chào tất cả các anh em đang theo dõi. Hôm nay mình sẽ hát demo một cái bộ dàn bao gồm mic DB550 Pro vang số S680 thế hệ mới nhất và một main sound standard BKM 8.5. Anh em xem đây là phần mềm của nó. Bây giờ mình sẽ tăng cái phần FH lên để anh em nghe thử nha. Một, hai, hai, sáu. Một, hai, lên, sáu, bảy, hai. Đó, tiếng vượt rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn nữ hát thử một ca khúc test, anh em nghe thử nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là cái phần test demo cái van số S680. Thì anh em thấy cái chất vợt của nó như thế nào? Rất là sáng đúng không? Tiếng rất là sáng, rất là đẹp. Thì rất mong anh em hãy đăng ký kênh phối nhạc.vn để có thể xem được nhiều clip hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.